Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. Hi. Ok, thì bây giờ thì sẽ bắt đầu để Hương Thi chuẩn bị tối nay Hương Thi đi quẩy nha mọi người. Ok, Hương Thi xài kem lót của Milk nha mọi người. Hương Thi xài được mấy tép như thế này rồi. Kiểu nó dính dính trên da mọi người, cho nên nó giữ kem nền trên da khá là tốt. Hương Thi sẽ xài một cái nền xịn xịn nha mọi người. Lâu lắm mọi người xài nền lại, tại vì bình thường đi chơi á, toàn xài cushion không à. Thường thì đánh nền đâu thì chỉ đánh phía dưới vùng má như thế này thôi, chứ không có đánh luôn ở dưới vùng thâm mắt hay là ở trên mắt nữa. Tại vì mình sẽ còn che khuyết điểm á, nếu như mình apply kiểu nhiều lớp lên quá nó sẽ dễ bị đóng cái đường vân mắt của mình á. Ví dụ như tán xong như vậy rồi thì mình sẽ lấy một cái miếng bông mút nè, dậm nó vô sẽ mút đi những cái đường vân cho cái cọ để lại á. Cái kem lót nó làm cho cái nền nó bám rất là chặt trên da luôn á, với lại nó của mình nữa. Hỏi sao mà hot quá trời bên Mỹ. Một lớp nền căng bóng nhưng mà rất là mỏng nha mọi người, không hề dày nha. Cái nền này của Hương Thi nó mỏng lắm, che phủ dưới trung bình thì nghĩ vậy, tại nó không che được lớp nốt mụn với lại tàn nhang của Hương Thi đâu, nhưng mà cái lớp nền của nó mướt. Tiếp theo là kẻ chân mày nha, và Hương Thi có thể kẻ chân mày trong vòng một bài nhạc tôi khúc này nha. Ta-da. Thì bây giờ Thi sẽ đánh vào mắt trước nha, cho phấn nó rớt xuống dưới mí mắt xong rồi sau đó mình sẽ xử lý sâu ở dưới cái vùng vùng thâm mắt của mình, chứ không là bây giờ nó sẽ dính rất là nhiều bụi phấn. Tại vì hôm nay Thi sẽ làm một cái layout rất là đậm á mọi người. Corre Beauty, một cái hũ phấn xài chạy chật 3-4 năm nay không hết. All I see my mama screaming that I look like him. Must be the colors and the kids, 'cause the music isn't shit. And all I see my mama screaming that I look like him. Humdrum novelty days, I wash away like the rich do poverty stains. My bloodline out of harmony, I'm hardly the same. Tiếp theo sẽ là một cái màu nâu đậm hơn nữa. Điều thì nhấn ngay phần đuôi mắt. Tất cả những cái màu mắt này mọi người có thể kiếm những cái bảng màu mắt xem mọi người sử dụng luôn, không có cần phải giống y chang đồ của Quỳnh Thi để làm gì đâu nha. Quỳnh Thi chỉ cho mọi người xem cái cách để mà Quỳnh Thi đánh cái con mắt giống như trong cái video mà biến hình mấy bữa của Quỳnh Thi thôi. Quỳnh Thi sẽ xài một cái màu nâu đậm như thế này luôn để đi nhấn ngay phần đuôi mắt nha. Tại vì mắt của Quỳnh Thi nó khá xết đó mọi người, cho nên Quỳnh Thi hay kiểu đánh cho nó hạ cái đuôi mắt của Quỳnh Thi xuống á. Nè mọi người có thể thấy là con mắt này chỉ cần mình nhấn cái đuôi chút xíu thôi là nó đã dài hơn, kiểu nhìn nó sâu hơn con mắt bên này rất là nhiều luôn rồi. Những bạn nào mà mắt ngắn ngắn giống mình Thi thì có thể tham khảo thử cái kiểu mắt này nha. Mắt rất là sớt cho nên là lúc đầu Thi cũng sẽ đánh nó phía dưới này nó đậm hơn chút xíu, nhìn nó có hiệu ứng mắt mình nó sẽ cong xuống á mọi người. Mình Thi không phải là makeup chuyên nghiệp của mọi người, cho nên là có gì sai sót mọi người bỏ qua cho Quỳnh Thi nha. Tại vì Quỳnh Thi cũng chỉ make up trên mặt của Quỳnh Thi và cảm thấy nó hợp nhất, và cái kiểu đánh này nó tiện nhất đó mọi người. Luôn luôn lấy một cái cọ để lên ra sau mỗi bước nha mọi người. Ok, thế cái này là tạm thời phấn mắt là đã xong xong rồi nha. Bây giờ Thi sẽ kẹp mi. Kẹp mi của Shu Umura Huyền Thoại. Sau khi kẹp mi xong Thi sẽ sử dụng kẻ mí nha mọi người. Cái này là của Hourglass nha. Tất cả những cái cây chì kẻ trên mặt Quỳnh Thi á, Quỳnh Thi đều xài màu nâu đen nha mọi người, nên không xài màu đen nha. Tại vì Quỳnh Thi thấy là xài màu đen nó sẽ rất là kiểu nó bị nét quá, nó kiểu làm cho mặt của mình nó dữ hơn á. Quỳnh Thi hay kẹp mi trước xong rồi mới kẻ cái đường mí á, tại vì không có muốn là lúc mình kẹp mi nó sẽ dính những cái đen của cái kẻ mí ở ngay cái kẹp mi của Quỳnh Thi á. Can the devil show love? If it does, is it real? Do the angels fall? Is there more to the deal? Đó, thấy không? Lem quá trời luôn nè. Bây giờ mình sẽ xử lý cái này nha.
tên là eyeliner. Mắt Quỳnh Thi nó xếp cho nên Thi sẽ kẻ một cái đường nó hơi đi xuống nhẹ như thế này rồi nó hất lên nha mọi người. I can't figure out if I could make it out this box I like to clothe me with. Someone get me out my head before it explode. I hate family pictures, family portraits sad to look on. Dad keep trying to look strong, my smile look broke on. I be looking off to Jupiter like Saturn. Gonna give an answer to this pattern that I walk in. Rancid smells keep leaking out my memory. Sẽ xử lý cái vùng quần thâm mắt. Những cái vùng quần thâm mắt như thế này á thì quần thi sẽ không có đánh nhiều hết. Nhìn xuống mọi người nhìn lên nè, thấy được cái bọng mắt của mình á. Cúi xuống nhìn lên như thế này sẽ thấy được cái quần mắt của mình nè. Đó. Thì chỉ sẽ che ngay cái vùng này thôi. Che từ từ nha. Thấy không mọi người? Bây giờ mình sẽ che từng lớp thôi nha, che từng lớp một. Rồi còn sẽ hơi thấy mờ mờ mình thì sẽ làm thêm một lớp như vậy nữa. Lúc này là mình kỹ hơn nha, mình chỉ làm ngay cái viền này thôi. Ráng không có tán ra nhiều nơi nha mọi người. Mọi người thấy không? Nó đỡ hơn rất là nhiều rồi nè. I call my dad, he's so proud that his son is like him. I'm scared to say that aloud. I thought it's louder than doubt. I thought it's louder than shouts that's flowing out of your mouth. I wanna shove him back in. Thì sẽ dán mi nha mọi người. Với một cái mi thôi thì sẽ dán cho hai mắt luôn. I swear to God we the same. I got his blood in my veins. I got his love in my brain. I got his face in my face. I got his smile and laugh. Fucking hate, that's a fact. Can the devil show up? If it does, is it real? Do the angels fall? Falling up. Is there something that can heal us? I don't know. I don't know. No, I don't know. No, I don't know. I don't know. No, I don't know. Check, 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 1, 2 1, 2 My mom's shoulder blades carry the weight of the world. My pop's gaze turned men to stone. I had a dream of a place I could take home a girl. Now I just dream of a home. Lost inside my dome, but that ain't changed since I was 13. And I never claimed to be grown. I know I've been f***ing up, lost in my mental, pushing everyone away while I claim I'm alone. I guess that's a cycle, my life stays an idol. But I guess I never tried to make it go. My mom's scared of nothing. My pop's good at one thing. Ok, bây giờ Quỳnh Thi sẽ đi lựa đồ nha, với lại Quỳnh Thi sẽ làm tóc lại. Quỳnh Thi đang kiểu nó thẳng á, cho nên chắc là sẽ không có để tóc xoăn đâu, mình thường hay để tóc xoăn. Chắc là sẽ kẹp tóc lên thôi. Wow. Xõa tóc hay là cột tóc hay là kẹp lên ta? Mọi người thấy sao? Quỳnh Thi thì thích kẹp tóc lên hơn, không có muốn xõa. Ok, bây giờ mình sẽ đi lựa đồ nhé. Xong rồi thì sẽ mặc đồ gì? Mình muốn mặc một cái đầm màu đen. Mình thì mua cái này của Zara nha mọi người. Để thử lên như thế nào.
Đây, hơi ngắn ha. Tìm được cái đầm này nhưng mà mặc lên nhìn nó hơi giống cái đầm mũ mọi người. Với lại nó hơi hở, cho nên là Thi sẽ mặc thêm với một cái áo. Ta-da. Tại vì nếu như mặc cái đầm màu đen ở trong không á thì kiểu nó sẽ hơi giống cái đầm ngủ mọi người, cho nên Thi sẽ mặc thêm một cái áo như thế này bên ngoài nữa. Nó ra cái đầm yêu quẩy. Thường thường á mà mặc những cái đầm này nó sẽ rất là hay hở trên cái phần ngực của mình đó, cho nên là Thi có cái băng keo này để dán định hình đồ lại á mọi người. Bạn nào mà hay mặc đồ 2 dây hay là đồ hở thì mọi người nên sắm cái này nha. Nó dính rất là chắc ở trên người của mình luôn á. Nó sẽ kiểu trong suốt quá mọi người, cho nên là ta-da. Ok, video này đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này và mong là video sẽ hút cho mọi người nha. Cũng như là đừng quên follow Quỳnh Thế trên Facebook, Instagram và subscribe Quỳnh Thế trên YouTube. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người.